Rồi hello tất cả anh em, thì hôm nay là ngày 18 tháng 6 năm 2024 nha. Đó, hôm nay tiếp tục thì em sẽ lên clip cho anh em. Đó, hôm nay thì còn ít hàng, với lại chiều nay thì cũng về thêm được ít hàng cam nữa anh em, trong đó có lửa với có than. Thì chiều nay về thì em sẽ quay sao cho anh em nha. Bây giờ hiện tại thì cửa hàng còn cái gì đó thì em sẽ quay cho anh em. Thì trước mắt anh em là than bỏ anh em. Than bổi nha, thì than này đang còn ăn sâu với dế nha, chưa ăn cám. Về thì anh em nhớ tập cám nha. Đó, thì em bán đồng giá nha, 250 một con nha anh em, 250 một con. Rồi, có một số con rất là đẹp. Rồi, con này là lồng số 10 nha anh em. Đây, lồng số 10 nè. Đó, ở đùi đánh nhịp đã không, lồng số 10 nha. Đó, lồng số 15 cũng ok nè. À, lồng số 15 nha anh em. À, rồi lồng số 20 nữa nè. Đó, giờ thì mấy con này thì chưa ăn cám nha, đang còn ăn sâu với dế nha anh em. Rồi, con số 9 cũng đẹp nè, con số 9 thì cao cầu dài đòn tỉnh chim anh em, lồng số 9 nha. Đó, rồi con này lồng số 9 nha, nhãi cũng đẹp nè. Rồi con này là lồng số 14 anh em. Đó, số 14 nha. Đó, đó, để con nào không biết nè, con số 10, con số 10 biết anh em. Rồi ok, thì anh em xem anh em thích con nào thì anh em cứ gọi cho em nha. Con số 3 cũng đẹp nè, con số 3 cao cầu anh em, dài đòn nữa. Đó, lồng số 3 nha. Đó, thì tất cả nha, than em bán đồng giá nha, 250 một con nha anh em. Đó, 250 một con. Còn ở bên đây thì em còn 5 con than mái anh em, 5 con than mái nha, 5 con than mái thì giá là 200.000, 200.000 một con nha. Chim đang còn ăn sâu với dế nha, về anh em nhớ tập cám nha anh em. Đây, 5 con than mái, em quay từng con, từng con có 5 con, em quay từng con cho anh em luôn. Đây là lồng số 39 nha. Rồi, cái này là lồng số 38 nha anh em. Đây là lồng số 38 nha. Đó, rồi đây là lồng số 37. Rồi, đây là lồng số 36. Nha. Rồi, đây là lồng số 35 anh em. Con này cao cầu dài đòn đầu xa nè. Đó, rồi ok, thì 200.000 một con nha. Thì anh em xem anh em thích bắt mấy con thì anh em cứ báo em nha. Rồi bây giờ thì em sẽ qua lửa nha. Rồi ok, còn ở bên đây là lửa bổi anh em. Đó, lửa bổi nha. Lửa bổi thì hàng này thì đuôi khoảng 15, 16, 17 nha anh em. Thì hàng này đang còn ăn sâu với dế, chưa ăn cám. Về thì anh em nhớ tập cám nha. Đó, về thì anh em nhớ tập cám. Thì đa số vùng này á anh em, à, anh em mình thấy không? Đó, đa số vùng này thì chim là đều là nhỏ con, bộ sẻ hết nha anh em. Bộ sẻ hết nha. Đó, mắt móng mỏ đầy đủ không tật lỗi. Có chim vùng này rất là nhỏ con, giọng của nó thì ok. Em bán là vùng này em bán cũng lâu dữ lắm rồi. Đó, thì lửa bổi nha, đuôi từ 15, 16, 17 thì em bán đồng giá nha, 200.000 một con nha anh em. Hay, con lồng màu hồng mà nãy em để nãy giờ anh em thấy không? Đó, thưởng nè, theo lên cầu đẹp không? Đó, thì em bán là 200 nha. Đó, rồi, con này cũng đẹp. Con này thì em mới để cái thao nước vô cho nó uống, nhảy xuống cái tắm luôn. Đó, đó. À, cái con lồng đỏ hôm qua có anh kia, anh qua anh dạng bắt mà chưa thấy anh qua nữa nè. Đó, thạch kia không? Đó, đã không? Rồi, con bên đây nữa nè, con lồng xanh nè. Đó,
Rồi thì em bán đồng giá nha, 200 ngàn một con nha anh em. Con lòng trắng ở trên, con lòng xanh cũng còn. Đó, con này thì đuôi nó hơi tôm nhẹ xíu nha. Đó, con này thì thạch nhiều. À, thạch nè. Đó. Rồi, em cũng có được mấy con lửa mái anh em. Khoảng 3-4 con lửa mái. Đây, đây. Bên đây hai con. Bên này cũng hai con luôn nè. Đó. Hàng lửa mái nha. Tô 4 lửa mái nha. À, với lại ở đây có hàng lỗi đuôi nữa anh em. Qua anh em hỏi em nè, có hàng lỗi đuôi luôn nha. Thì hàng lỗi đuôi là như thế nào? Thì giống như cái đuôi, hai cái đuôi nó dài nhất là giống như hai ngón tay em đi. Đó thì là hàng ok, hàng bình thường hàng 200. Còn nó bị gãy vậy. Đó, nó bị gãy vậy vàng hoặc là mất luôn. Đó thì gọi là hàng lỗi đuôi nha. Đó, hàng lỗi đuôi nha anh em. Thì hàng đó thì anh em về anh em nuôi á, thả AV rồi ok, hoặc anh em mới tập nuôi thì anh em bắt hàng này nuôi cũng đã, nuôi cũng được. Đó. Rồi, ok thì hàng lỗi đuôi nha, 150 một con nha anh em. Đó, 150 một con. Thì anh em xem nha. À. Còn lửa mái là 200 nha. Đó. Rồi, còn hàng ở ngoài đây là hàng em tập cám anh em. Đó. Em cập nhật liên tục từng ngày luôn cho anh em coi nè. Đó thì có con nào đẹp đẹp cái em quay cho anh em, và con nào hot cái em quay cho anh em nha. Đó thì ngày hôm qua thì em có đăng cái con lòng xanh không số anh em. Đó cái con mà đánh đuôi cao thì cao á. Đó thì anh em, nhiều anh em hỏi con đó rất là nhiều. Đó thì hôm nay thì em cũng có được mấy con đánh đuôi nè, để em quay cho anh em coi nha. Đây, cũng là cái lồng màu xanh không số luôn nha. Đó, con này đánh đuôi nè, anh em thấy không? Đó, đánh đuôi cánh gà tre nữa nè. Đó, một con nha. Hôm nay được 3-4 con anh em quay cho anh em nè. À, một nha. Rồi, con lồng cam ở trên luôn nè. Đó, lồng cam không số luôn nha. Đó, hai con nha. Anh em thích hàng đánh đuôi, em kiếm hàng đánh đuôi cho anh em luôn. Đó, lồng cao nữa nè, nhịp nè. Đó, thấy không? Lồng xanh ở dưới nữa nè. Đó, nó cũng đánh ngang ngửa với cái con ngày hôm qua đó nha anh em. Đó. Đây, lồng cam ở trên nữa nè. Đó, rồi, bên đây nữa nè. Đây, lồng số 4 nữa nè. Đó. Lồng số 4 nữa nè nha. Đó. Rồi, lồng số 1 nữa nè. Đây. Đó. Lồng số 1 nữa nha. Đó. Thì em bán đồng giá hết nha anh em. Đó là 300 ngàn một con nha. Đó thì mấy con này thì nó đã nhấp cám, nó quen mùi cám rồi. Về anh em tập cám rất là nhanh. Rồi. Còn anh em thích hàng mà kiểu giống như nó rít khè á, hoặc là quýt dẹp, anh em bắt con lồng xanh không số nè. Lồng xanh lá cây không số nè. Đó, con này thì nó xiên khè lắm anh em, xiên khè với xiên quýt lắm. Anh em đợi xíu là để xíu cái nó khè cho anh em coi nè. Đó, lồng xanh không số nha. Đó, anh em thấy không? Đó, rất là xiên khè nha. Đó, rồi còn than con anh em, đây hang con nha, hang con nuôi lên nha anh em. Thì có một số con thì vẫn còn há miệng, có một số con thì hết há miệng rồi, nhưng mà hàng này thì đã mổ cứng rồi nha. Đó, mổ cứng rồi, nó cũng nhấp cám nhẹ nhẹ rồi. Về anh em tập cám đồ rất là nhanh nha. Đó thì bây giờ thì đang mùa chim con á anh em, nên chim mái nó rất là nhiều, nó rất là nhiều, nên nhiều anh em không có kiếm mái đâu. Nhưng mà khi mà hết một mùa chim con cái đi anh em cứ để ý, hết mùa chim con một cái là không bao giờ mà bắt được than mái hết. Tại vì nó đâu có vô cái mùa sinh sản, nó đâu có vô cái mùa mà nó căng chim để đánh được đâu. Đó thì vừa sinh sản, vừa hết mùa sinh sản xong là chắc chắn là sẽ hụt hàng mái rất là nhiều. Đó nên anh em
Cái này là em nói thiệt chứ không phải là em nói để cho anh em mua thang máy đâu. Nếu mà anh em không tin đúng không, anh em có thể anh em cứ để ý, vừa hết mùa chim con đó, hết mùa chim con xong tới chim chuyền là không bao giờ mà hàng máy nó sẽ có nhiều trại, nhiều lắm, nhiều đâu anh em, nó sẽ có ít lại, tại vì rất là khó bẫy được nó khi mùa sinh sản hết rồi á. Tại vì đang trong cái mùa sinh sản thì chim nó ăn lắm, giống như mà nó sợ là phá ổ nó thì nó sẽ nhảy vô đánh. Nhưng mà khi mà hết mùa sinh sản rồi á đó, thì anh em rất là khó bắt được chim mái lắm đó. Chim mái thì bắt đầu nó hút hàng thì chắc chắn là lúc đó giá nó sẽ lên cao nha. Rồi còn anh em nào mà bắt trước thì tại bây giờ thì chim thì giá nó cũng còn ok thôi. Phan con nha, biết mổ hết rồi nha anh em, mổ cứng hết rồi, giá 300.000 một con nha anh em, 300.000 một con. Thì anh em xem anh em thích bắt mấy con thì anh em cứ báo em nha. Rồi ok, ở đây thì em có một con lửa đuôi 19, còn một con anh em thì hôm qua thì còn sót lại một con này thì đuôi 19.2 anh em đó. Con này thì bộ xẻ nha đó, bản đuôi là cũng ok nè đó. Rồi họng đi thui rồi nha đó. Rồi thì con này đuôi 19 nha đó, 19 cộng thì con này em bán cho anh em á là 600.000 nha anh em, 600.000 nha. Rồi còn con bên đây đó, con này là đuôi 19 nha anh em đó, đuôi 19 thì con này em bán cho anh em là 600.000 đó. Thì anh em xem anh em thích thì anh em gọi cho em nha. Ở đây thì em cũng còn một ít sáo nâu với sáo đen với lại cưỡng nha anh em đó. Thì hàng này thì nó đã đứng kèo cứng rồi đó, nhưng mà nó vẫn còn đúc nha đó. Thì cưỡng với sáo đen á, em bán đồng giá nha, là 250 một con nha anh em đó. Còn sáo nâu là 150 nha đó. Thì mấy cỡ này, con cỡ này thì anh em về anh em cắt cánh này, em thả đi vòng vòng là rất là khôn nha đó. Rồi rồi ở bên này thì em cũng còn ít khuyên anh em đó. Thì khuyên trong lồng lớn này là tự thọc nè anh em, qua anh em tự thọc là 50.000 một con, còn anh em bắt hàng bao trống thì trên đây nè đó là 100.000. Rồi thì mua 2 tặng 1 nha, hàng 50 hay hàng 100 gì cũng mua 2 tặng 1 hết đó. Thì hàng tự thọc này á, anh em qua anh em thọc xong anh em thả vô lòng anh em test thoải mái nha đó. Thì em bán đó, mua 2 tặng 1 nha, bao trống cũng vậy, bao trống thì 100.000 con cũng mua 2 tặng 1 luôn. Còn mới dưới đây là than mà con nha, than con còn đang đút ăn nè đó. Thì hàng này thì hàng tự lựa với hàng không bao đó, thì 250 một con nha anh em đó. Rồi ok, thì anh em xem anh em thích nào thì anh em cứ gọi cho em. Thì tầm khoảng tới chiều thì hàng mới tiếp tục về đó. Thì hàng chiều nay về kịp á thì em lên clip cho anh em luôn. Thì đó, anh em xem anh em thích con nào thì anh em cứ gọi cho em nha. Rồi thì em cũng cảm ơn anh em đã theo dõi và ủng hộ em suốt thời gian qua nha. Xin cảm ơn anh em và xin chào.